xử lý rác hữu cơ trở thành nguồn phân bón hữu ích cũng là ưu thế nổi trội của vi sinh với đầu vào sẵn có là rác thải trong sinh hoạt phụ phẩm nông nghiệp cộng thêm kỹ thuật sử dụng vi sinh người dân có thể tự ủ và tạo ra nguồn phân bón hữu cơ không chỉ giảm thiểu ô nhiễm môi trường mà còn tốt cho cây trồng cải tạo đất đai các cái rác ở nhà mang lên ý mà có đổ vào góc cây thì là rủi muỗi rất nhiều nhưng mà khi mà mình dùng cái này đấy thì không thấy rủi muỗi nữa đấy thì là nó tơi ra mình lại chuyển sang hố khác thì nó tơi ra thì mình xúc lên ta mình xúc lên là mình giải ra là xung quanh những cái chỗ rau ăn này nó rất xanh này đông kết chúng tôi là làm ở trung tâm của sáu xã khu tây cho nên nó tập trung rất là nhiều các cái là chợ mà cho nên là cái phế liệu rác thải các cái là rất là nhiều mà đặc biệt ở đông kết chúng tôi là là quê hương của đất nhãn thế cho nên là cái lá nhãn nó dụng xuống cũng rất là nhiều thế thì cũng rất là may có hội phụ nữ cấp trên đã triển khai về cho chị em chúng tôi về cái xử lý rác thải thì chúng tôi thấy nó rất là hiệu quả cái thứ nhất là ta xử lý rác thải ở gia đình thì nó giữ được vệ sinh của gia đình này của môi trường cộng đồng